Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em ha. Rồi, chương trình của chiều hôm nay thì em sẽ làm những con máy to anh em nha. Đó, những con máy to thì em không có soạn ra, thì em sẽ quay tới đâu là quay lung tung anh em. Đấy, thì máy này có con điện 100, có con điện 220, điện 200V 3 pha. Đấy, chứ không phải là 220 anh em nha, điện 100 và như con này điện 100, không bàn kia điện 200V 3 pha. Đấy, thì em sẽ báo từng con một anh em xem và tham khảo nha. Đấy, thì cái này em bao ship anh em nha, hàng lớn thì em bao ship toàn bộ hết, nhưng mà anh em cọc trước giúp em 30%, cứ 1 triệu cọc 300 anh em ha. À, còn lại bao nhiêu em sẽ gửi về đến nhà, khi nhận hàng anh em kiểm tra thanh toán sau cái phần còn lại. Đấy, thì đặc biệt như video chiều hôm nay là toàn máy lớn anh em ơi. Đấy, thì đây là những con cưa vòng đây, thì quay sơ sơ còn những cái quan trước nữa anh em, máy quan trước nó to lắm. Đấy, đây, trong kia thì lát nữa em lôi vô thử coi có cái món nào quay cho anh em món đó luôn ha. Đấy, này xả cho nó hết luôn em. Rồi, cái này thì ngày hôm qua có một anh ông kêu quay cưa vòng lên mà anh quên, chưa anh quên. Rồi, con đầu tiên đây. Đấy, nặng 46 kg. Con này nặng 46 kg anh em. Đó, thì gắm điện thử chạy không em. Con này Tú dọn giùm anh mấy cái này ra bớt đi Tú, dọn chồng bên kia đi. Đấy, đây, đấy, em thì bây giờ đang trong cái thời gian là em dọn bãi nè. Đấy, dọn bãi. Rồi, đó, cái này thì có lưỡi cưa, đó, nhưng mà hình như con này nó bị kẹt anh em ơi. Đấy, con này nó bị kẹt nè. Đấm điện. Đấy, không, nó chạy, con này chạy. Chạy nhưng mà cái nhông nó không... nó bị mất hết một nhông hay sao á. Đây nè, đây nè, nó bị mất hết một cái nhông từ đây lên. Đấy, nó không có dính kết nối lại với nhau cho nên là nó không chạy. Rồi, con này thì motor còn sống anh em. Đấy, motor còn sống nha, thì cái bàn là 24 nè. Tổng chiều dài cái bàn thì cái tay em. Rồi, 60, tới đây là 60 anh em nha. Đó, thì chiều cao của máy là đây, lên tới đây là 80 luôn anh em nha. Tổng dỡ lên cao là 80. Đấy, có cái lưỡi luôn, có nắp luôn anh em nha, có lưỡi có nắp luôn, nhưng mà em không có lắp nắp. Đây, cái nắp của nó đây. Tổng nó nặng là 46 kg. Đấy, 46 kg. Rồi, con này thì rồi, con này để cho anh em 2 triệu bao ship nha. Đấy, thì anh em giờ cái kia vô, con này dặn máy lớn anh em nha. Đó, mã số 1. Rồi, 2 triệu. Đấy, 2 triệu. Nặng 46 kg anh em nha. Đó, là 2 triệu là bao ship cho anh em. Đó, bánh xe có đầy đủ. Thì con này motor. Rồi, một. Đây là cái tem của nó đây anh em. Đây. Đó. Nói chung là motor còn sống nha, nhưng mà nó bị thiếu một cái gì ta? cái nhông á, cho nên là cái này nó không kết nối được với nhau nên nó không chạy anh em. Đó, còn cái này nó vẫn quay bình thường đầy đủ luôn em, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái nhông thôi. Nặng 46, nặng 46 nè. Rồi, em này thì mã đầu tiên 2 triệu bao ship anh em nha, điện 100V. Đấy, 2 triệu. Từ từ lắc bên kia, lắc bên kia, đừng lắc vô đây, đẩy thẳng ra luôn. Rồi, tiếp tục con nào ta? Đây, con thứ hai, dắt con này ra em. Kéo kéo sơ sơ ra chút thôi. Đấy, quay lại cho nó đây. Con thứ hai. Rồi, cái này. Con này nặng lắm, bao nhiêu ký ta? Dắt cái kia lớn vậy. Rồi, máy nó chạy rồi anh em nha, nhưng mà anh em giờ vệ sinh lại, còn cái này nó bị mỉ nè. Đấy, đây nó bị mỉ nè.
Thì con này nó quay được tới lui đường tí thôi. Đó, nó quay tới lui đường tí thôi, nhúc nhích thôi. Đấy, thì anh em giờ vệ sinh lại luôn. Làm lại anh em ơi. Đó. Máy thì còn chạy thôi. Em không có vệ sinh gì đâu anh em nha. Nó còn bốn cái thanh thép gì trong em. Còn bốn cái thanh thép anh em nha. Này nè, đấy. Bốn cái thanh thép. Rồi cái này 30 50 nó ra tới ngày cũ đi luôn là 50 nha. Này 30. Còn em này thì 33 đấy. Rồi, giỡ này lên em đo cái này nè. Rồi tổng cái chùm quay này là 17 cm anh em nha. Đó. 17 cm, con này cũng ren ống gì á. Ống ở trong thì nó 15 năm. Đấy. Cái này quay. Quay được anh em nha, cái này ra vô được nè. Ba cháu quay sau thì ra vô được. Còn ba cháu quay trước thì ra vô được tí à. Đó. Nó ra vô được tí à. Lên em. Quất. Rồi, cái này nặng 37 kg anh em ơi, nặng 37 kg. Rồi. Rồi, con này để cho anh em 2,5 triệu luôn, đó. 2,5 triệu. Mã số 2. Rồi, 2,500k. Đó. 37 kg. Rồi, 2,500k luôn em nha. Đó. 37 kg, 2,5 triệu rồi lắc. Ở đây có con cưa lỏng bàn đây cho ông anh. Ngày qua ông anh bình luận lên mà em hiện ống 11 giờ trưa mà hồi trưa em quay thùng không à, em quên mất tiêu. Đó. Đây có con cưa lỏng đây nè. Nhưng mà cái đầu này nó ngắt ngắt này, anh em chỉ cần giờ là lấy cái lưỡi á là mình ấy xuống là nó sẽ kẹp lại anh em nha. Đó, nhưng mà cái đầu bây giờ nó ngắt ngắt này, lấy cái chân dầm lên nè. Dầm lên. Đấy. Anh em bỏ lưỡi vô là nó sẽ ấy hoặc là dặn ốc gì trong nữa anh em. Đấy, máy còn sống nha. Rồi được rồi. Nó chạy đây nè, nó bị lỏng lỏng cái gì ở đây nè. Lỏng lỏng gì trong á, anh em dọn lại giúp em ha. Còn đây. Tem đây cưa lỏng. Điện 100V. Đó, da băng Osaka, đây công suất của nó đây anh em ơi. Đó, rồi. Đấy, nói chung là còn rất là mới, dây cô ro còn rất là ok luôn, rất mới luôn á. Nhưng mà nó chạy cái đầu nó hơi ấy nè. Đó, với lại công tắc này nó hơi xấu anh em nè. Đấy. Giờ làm lại công tắc luôn. Rồi, tổng chiều dài thì 67 cm nè. 67 cm, còn cái này thì 26 đó. 26. Còn em này là 30 đó. Còn này nặng mấy chục ký, 25 26 ký gì anh em nha. Đó, mã số 3. Rồi 1 triệu bao ship anh em nha. Mấy con này thì hết đắt rồi anh em. Đó. 1 triệu bao ship cho anh em về đến nhà nha. Đấy. Con cưa lỏng lỏng bàn. Rồi mã số 3, 1 triệu luôn. Đó, hất sơ sơ là được rồi. Rồi tiếp tục con này mã số 4. Rồi, mã số 4. Rồi mã số 4. Em này. Con bàn này nó nặng hơn 100 kg anh em. Điện 3 pha 200V nha. Cái này thì em không có test nè. Đấy. Có cốc đạp luôn. Đấy. Điện 3 pha 200V. Đây 200V 400W. Điện 3 pha con này đời cổ anh em à, nhưng mà nó ngắn đúng không? Được rồi, em đừng có lắc chưa. Nó bật. Để quay camera được rồi. Đây dây điện anh em, đó. Rồi. Từ. Chính tông của Nhật luôn anh em. Đấy. Thì 30 đây 30 cm nè, đó cái bàn 30. Cái đầu của nó như cái đầu tí hon anh em ơi. Máy thì nó nặng to, cái đầu nó 6 ly. Đó, 43. Đấy. Này tổng chiều cao luôn là 70 72 725. Đó, có cốc đạp anh em, tủ điện nè. Đó. Rồi mất cái gì ngay trước đây nè. Ủa, có tay quay không? Quay lên mới xuống được không? Nó có tay quay không? Không, không có tay quay. À có. Đây nè, đó, nó cũng không có cao lắm đâu. Đấy. Lùng đúng à. Hơn tạ đây, di động của nó đời cổ luôn nè. Này lên xuống được không? Này nếu mà anh em giờ thay cái motor luôn thì cũng được. Mấy motor điện 220. Được không em? Không được.
Đó, quay lên quay xuống không thấy nhúc nhích gì luôn anh em nha. Quay lên quay xuống. Rồi con này thì 3 triệu anh em nha. Nó nặng hơn tạ lần 3 triệu bao ship anh em. Mã số 4 3 triệu. Mấy cái đời này nó cũ lắm rồi. Đấy. Mã số 4 3 triệu. Rồi ok. Mình cắt sắt bàn nó. Làm luôn hả? Rồi làm luôn anh em. Không cần ký đâu em. Đó, mã số 5, con này làm luôn. Này nó bị mớp mớp miếng ở đây nè. Con này chạy ok luôn anh em ơi. Có chút xíu lửa không còn dọn đâu. Thì con này đá 305 lên xuống bình thường. Đế chân thì còn ok, dây điện có luôn em. Đó, nó hơi mớp ngay đèn miếng nè. Đấy, nó hơi mớp ngay đèn miếng nha. Đây nè. Đá 305 1450W này giờ vệ sinh quang phát thay đá là vệ sinh giờ mở vô là quốc thôi. Rồi, 650 anh em nha. Đó, mã số 5. Đó, 650k. Đấy, 650k anh em nha, mã số 5. 650 luôn. Đấy. Sơi 15 FB hả? Thôi con đó được rồi. Con đó con nào? Sơi 15F hả? À quốc luôn được. Đúng không? Cho ra luôn em. Giờ đụng con nào giúp con đó đi anh em. Rồi, con này mã số 6. Sơi 15F anh em nha, không phải sơi 15FB đâu. Đấy, sơi 15F. Đá 380. Lưỡi 380. Đới chân không gãy nha. Đó, thì con này lên xuống bình thường. Đó, lên xuống thì bình thường luôn. Đới chân không gãy. Anh em về vệ sinh lại cái phần xoay nha. Đấy. Giờ vệ sinh lại cái phần xoay. Nặng 23kg. Đấy. Sơi 15F. Lưỡi ok luôn. Đấy. Nghĩa một lưỡi nè. Đó chân không gãy đâu anh em nha. Toàn bộ thân máy bằng nhôm hết cho nên là anh em giờ vệ sinh nó cũng đơn giản thôi. Đấy. Rồi con này 1.400k bao ship cho anh em nha, 1.400.000. Máy chạy rất ok luôn. Đó, mã số 6 hả? 6. Rồi, 1.400.000 bao ship cho anh em nha. Đó, sơi 15F. 1.400.000. Đấy. Rồi, quốc cái con này trong này em, Asada nè, quốc luôn em. Đó. Còn Asada luôn. Rồi anh em đợi em xíu em dọn lại qua cái anh em. Rồi tiếp tục con cư lọng này nữa anh em. Nặng 20kg, 20-21kg gì đó. Đấy, nó hơi cũ, hơi ấy thôi. Đấy, anh em giờ vệ sinh lại nha. Rồi test máy trước anh em. Test máy cho chạy trước đi. Thả cái đây em. Rồi con này thì Ribi. Đấy lọng bàn. Đây ngàn mùa tem của nó đây anh em nha, ở Made in Taiwan, hàng Đài Loan. Anh em không có lưỡi, anh em vô bỏ lưỡi vô nha, nhưng lại nó bị bể cái học công tắc nè. Đấy, bể học công tắc nha. Rồi em này chạy để cho anh em 800k bao ship anh em nha. Đó. Rồi cái này thì 355 nè. Rồi 27, đấy cái bàn 27, chiều cao thì 31. Rồi mã số 7 á. Số 6 1.400.000. Số 7. Rồi mã số 7 800k luôn em. Đây mã số 7 800. Rồi rồi. Từ cứ từ từ. Giờ này chởi rồi anh em ơi, không kịp. Đấy. Không có ấy được. Rồi con này mã số 8 cháy rồi. Cháy rồi thôi. Đó. Hồi bữa đời tử em nó kêu cháy rồi. Ba cái xác anh em giờ muốn làm gì quấn lại điện 220V hoặc là anh em lấy phụ tùng vậy anh em làm ha. Đấy mấy con này là bằng nhôm hết em, đới bằng nhôm hết nè. Đấy. Mã nhiêu em? À quên ho. Đây. Đây, điện 100V Asada. Đấy từ từ đo kích thước đi. Đo gì vậy em? Đo bên này chứ. Rồi 43. Đấy.
này 30 nó cũng y chắc y như con kia. Đấy. Cái bàn này cũng là 18 anh em, đây là 18 đấy. Rồi. Cái này quay ra được không? Quay, quay đi, quay đi. Rồi, ba cháu ra vô ok nha. Cái con này ba cháu ra vô ok luôn. Đấy. Được rồi, được rồi. Đấy, này đo lại cái dàn này. Mày ủa sao cái dàn này em đo ra tới 21 luôn anh em nha. Đó. Mày ra tới 21 luôn. Một bánh ngoài sau là ok rồi. Hình thức con này còn mới lắm. Đấy. Quay được luôn. Này, cái bánh sau nó quay được nha. Đấy. Nói chung là con này nó nhẹ nhàng hơn con kia nhưng mà nó chạy tàu lao anh em, nó cũng cháy rồi anh em ơi. Đấy, sát cháy luôn em. Đó, anh em giờ nhà số 8 anh. Rồi con ký em. Mỗi con nó nặng mỗi cái khác nhau ấy. Rồi. Lên. Đúng rồi, y bằng ký con kia luôn, 37. Tám. Rồi 37 cái. Mã số 8 này. Mã số 8. Rồi. Con này 1.800.000 anh em nha. Đấy, xác luôn. Đấy, xác chết luôn anh em nha. Đó. Mã số 8 1.800. Asada, Asino. Rồi tiếp tục. Con này mã số 9. Mã số 9. Em này thì con ba lan xích anh em nè. Đó. Nó nặng 30 mấy ký rồi nè. Đây, xích của nó rất là dài. Đấy. Lật lại cái đầu kia đi. Nặng 30 mấy ký. Ủa, số ký nè. Mất luôn hả? Cái này đây 30 đây, 30 ký đây. Đấy. Cái này anh em giờ vệ sinh lại nha. Cái này quay thì bữa em quay cũng được nhưng mà vệ sinh lại cho nó chân chu, nó bị nó dính xích như này nè. Đấy. Nặng 30 kg rồi, 1.200.000 hình như con này nó được bao nhiêu tấn này em cũng không biết luôn, nó bị mất tem luôn, đời nó cổ anh em. Nặng 30 kg. Đấy. Con ký quốc lên 4.000 bao ship anh em nha. À, rồi. Mã số 9. 1.200.000 luôn. Đấy, 1.200.000, nặng lắm anh em ơi. 30 kg á. Ừ. Từ. Còn gì nữa không ta? Cái này xích nó dài lắm anh em, này nè. Nằm trong này đó. Rồi đi luôn. Mã số 9 1.200.000. Rồi để đây em coi thử cái gì nữa không ta. Rồi tiếp tục con này, con bình hơi Makita đây anh em ơi. Đây nè, tem của ảnh đây. Thì Makita AC 400X 1300W điện 100V. Đấy. Rồi cắm đi. Bật từ từ thôi. Rồi con này thì nó chạy anh em nha, nó không có lên hơi đâu. Đấy, nó chạy nó không lên hơi thì mấy con này thì nó khó xài lắm nè. Cao áp gì đây nhưng mà nó khó xài lắm. Không có hơi đâu, hơi như đó xin hơi gì là chạy nãy giờ mà cứ hơi như đó, nó có hơi không có lên hơi anh em nha. Nó 4 cái qua này vẫn còn nè. Đấy. Rồi. Bên này bên kia đi bị bởi mấy cái này anh em nha, bị bởi cái vỏ nhựa một tí nè. Đấy. Makita rồi. Con này thì 1.500.000 bao ship anh em nha. Đấy, anh em giờ nhà dọn lại cái phần hơi nha, nó không lên hơi đâu. Đấy, đồng hồ còn 1, 2, 3 cái. Rồi mã số 10 1.500.000. Đấy, bao ship cho anh em nha, 1.500.000. Rồi chắc đi ra trước thôi em ơi. Đấy, hết đồ quay rồi, đi ra trước thôi. Rồi đây còn một cái ô tô 3TNT. Đấy, 3TNT anh em nha. Đấy kìa, ba dấu. Thì ô tô này ô tô cốt vuông nhưng mà nó kẹp hai cái ngàm này anh em. Đó, nó kẹp hai cái ngàm đây. Đó, nó kẹp hai cái ngàm. Hai ngàm đây nè. Hai ngàm to lắm anh em, nó có hai tu vít kìa. Anh em giờ dặn ra. Đấy, làm lại cái ngàm của nó anh em ha. Rồi, ra vô bình thường luôn, hình thức nó còn mới lắm. Ô tô 125. Rồi, nặng 28 kg. Nặng 28 kg. Rồi em đo đi. Để nằm đó luôn, đo đi. Ô tô 125 anh em, nó 50 nè.
chiều cao để cao tới đây thôi. Cao là 21 năm đó. Rồi đo cái ngàm. Không còn đo cái ngàm này. Đo cái ngàm trong này nè, đừng đo nó ngàm hoài. Ngàm đây đây đây, từ đây qua đây thôi em. Đó. Ngàm của ảnh là 13 anh em nha, 13 gần 13 năm. Đấy, ngàm gần 13 năm của ngàm này thì đo luôn. 20, ngàm nó 20 luôn. Đấy. Rồi, con này 1 triệu 8 bao ship cho anh em luôn, 1 triệu 8 luôn nha. Rồi, mã 11 11. Rồi, 1.800k. Đấy. 11 1.800k anh em nha. Đấy. Rồi, ok, tiếp tục. Rồi, tiếp tục đây là một con máy xay nữa anh em. Đấy, một con máy xay nữa nha. Thì con này đấy, hồi bữa em lần đầu tiên thì em test nó chạy. Đấy, nó có cái motor ở trong này nè. Đấy, motor trong này nó kín trong này em cũng không biết luôn là cái gì nó luôn. Đây nè, công suất của nó đây anh em. Đó. 4 chân xe đẩy đàng hoàng. Đó, chiều cao mét. Test lại thử nó chạy không em. Rồi cái này 94, đó, 94. Từ. Rồi cái này thì 60. Đâu? 60 63 đúng rồi. Chạy không em? Đây nó có cái hộp ở dưới đây nè em. Bữa nó chạy xong giờ nó điếc luôn rồi. Đó, hết chạy luôn rồi. Không tắt nha. Này on off. Bị gãy tắt này. À. Đây. Lấy cái tô vít. Lấy cái tô vít em, lấy cái tô vít. Vít dẹp không? Lấy tô vít. Đấy. Đó chờ em lấy cái tô vít. Đó. Đó, ủa. Từ từ. Cái bị nhảy. Đấy. Đúng rồi, nó nhảy xin, nó nhảy cái nút dưới đây anh em. Nó báo. Cho bị kẹt cái gì. Bị kẹt cái gì nó, lỗi gì nó, đúng rồi. Còn đây là cái phần xay ra anh em. Đó, cái phần xay nè. Nó báo lỗi anh em ơi. Nó cũng chạy á, đó. Rồi, nặng 31 kg gì đó anh em ơi. Đợi cho anh em con này 1.200k. Bao ship. Đấy. 1.200k bao ship luôn em nha. Rồi mã số 12 1.200. Ok. Kẹt anh em nha, chỉ bao ship cho anh em thôi, về dọn lại ha. Một con máy xay gì đó anh em. Đó. 1.200k. Rồi. Ok luôn. Rồi tiếp tục rời ràng trước đây anh em ơi. Rồi tiếp tục đây là một cái khung của máy hàng anh em nha. Đấy, một cái khung của máy hàng. Đó. Thì cái này nó nặng 50kg anh em. Đó, máy em bán rồi, còn cái khung không à. Đó, máy thì bán rồi, còn khung thôi. Đo đi em ơi. Đo đi. Đo. 45. Cái này 48. Đấy. Chiều cao của bánh lên tới cây luôn em. Đó, nó thì 78, 78 rồi đo lên tới cây này. Đó. Đo cái khung ở dưới em ơi, không còn đo chiều cao đâu. Từ đó qua đây 75 nè, không đo từ đây thôi, đo từ này. Đó. Đúng rồi. Anh em bỏ máy gì đẩy anh em đẩy vô nha. Thì 46 nè. Đó, ngang 4. Này. Này cũng 46 luôn. Đó. Vuông. Đấy. Này hàng sắt vô nhiều lắm em. Này. Nó nặng lắm, bao nặng luôn. Thì một cái khung bánh xe đẩy anh em nha, đó, nặng 50kg. Đấy, 3 bánh nặng 50kg. Rồi cái này thì anh em thích cái khung này đó. Chịu 2 anh em ơi. Được bán dây chai luôn. Đấy. Rồi mã 13. 1.200k. Đấy. Chịu 2. Thôi từ từ em đổi qua bên đây chút xíu anh quay cái cục bàn ấy. Đẩy đi được đấy. Anh em giờ bỏ mấy hàng vô, mấy hàng bự đẩy vô. Từ từ em bởi xe non. Rồi, tiếp tục. Đây em đang làm trước. Đây anh bưu điện đẹp trai tránh ra cho em quay cái xe coi như đó đang chất hàng lên, anh ngồi anh thở đây coi như. Chắc chưa hết. Anh đang bóc đây anh em. Đây nè. Đó.
chắc chưa hết, ráng chắc lên cao cho đợi chắc hết á, tại vì thùng nó cồng kềnh đó, đó ngày hôm qua vậy quay thùng này em cũng biết rồi đấy, quay lên nhiều hết nhiều mà đó, cho nên là có đó. Rồi bóp tiếp ra thở gì đó. Lấy cái căn hộ ra cho anh đi em, bỏ sơ sơ con qua đây nè. Rồi con này tiếp tục anh em, thì con này thì để em quay cái hình dáng ngoại hình anh em. Em lắc cái cốt dưới nó có cho có quay không em? À, cái cốt đó thì quay rồi anh em nha. Đó, cốt đó thì quay rồi. Cái bàn ở dưới kìa, cái bàn có dặn được không? Này không được anh em. Đấy. Để tay. Điện 3 pha 200V anh em nha. Đấy, mấy con này là da băng hết, 31. Đó, cái bàn 31 này, bàn vuông. Đây này 31 vuông luôn. Đấy, cái này lên xuống được anh em nha. Đây tì của nó đây, lên xuống được. Đấy. Mà không có đầu khon anh em nha. Con này nó không có đầu khon. 1m6 anh. Con này cao 1m6 anh em nha. Con này cao 1m6. Đấy. Rồi dỡ dỡ anh em. Dỡ. Đó, dỡ cái bu ly. Đây cái bu ly đây anh em ơi, hai bu ly nha. Coi nó mẹ bu ly không? Đầu bên đây không có. Rồi, không có. Okay. Rồi cái đời này em sơ ra cho anh vô trong kia. Đấy. Cái này để em quay thông số cho anh em ơi. Đây A B C D E F. Rồi cái này thì nó có cái gì đây nè. Đây là cái ổ CB của nó đây. Nghĩa ra đấy, anh đẩy một lần xe nè anh em. Này không biết nhiêu ký luôn anh em ơi, lâu quá rồi á, tại vì hồi bữa giờ nó mưa, nước mưa nó bạc màu luôn. Lên xuống bình thường ấy. Chắc nằm hơn tạ không bao giờ dữ. Mấy con này tạ mấy, hai tạ. Rồi con này để cho anh em 7 triệu nha. 7 triệu bao ship cho anh em luôn. Đó. 7 triệu rồi mã 14. 7 triệu bao ship anh em nha. Đấy. Rồi ok. Cao mét mấy luôn anh em. Rồi. Mét 6 à. Cao mét 6, 7 triệu. Rồi ok để luôn em. Mét 6 á. Đâu cao mét 6 mà em. Đo lại coi. Sao mét 6 từ từ anh em nha. 1m16. Gì cao mét 6 mà anh cao mét 7 mà nó đứng có tao nách à. 1m16 anh em nha. 1m16. Đấy. 7 triệu bao ship anh em. Này đọc tập lâu. Đấy. Rồi. 14. Mã 14 7 triệu. Rồi con này mã 15. Đấy, con này điện 3 pha luôn nhưng mà motor còn sống nha, hồi bữa em test rồi. Mà giờ kéo dây điện ra nó xa lắm anh em. Đó đợi đó được rồi, đợi đó được rồi, đợi đó được rồi. Rồi, con này thì quay lên quay xuống được đầu 13, đấy. Đầu 13 ly, đấy. Ok anh em. Bu ly không bị bởi anh em nha, con này bu ly nó không bị bởi đâu. Kiểm tra thử em. Cái này bàn này 26 nè. Này 26 luôn, vuông á. Bu ly ok đúng không? Đấy con nhỏ này đã nặng 60kg rồi anh em nha. Con nhỏ này nặng 60kg rồi nè. Đây nè. Có số ký nè. Đấy. Con này em test rồi, nó chạy mà điện 3 pha 200V. Đấy. 9 cao 93 đó, con này cao 93. Rồi. Con này hiệu của Osaka Japan. Đấy. Đầu kẹp 13 đây anh em, chụp màn hình cái tem lại anh em ơi. Đấy. Này lên xuống bình thường nè, đấy. Rồi 60kg. Rồi con này 3.300.000 anh em nha. Đó. Mã số 15. 3.300.000 đấy. 3.300.000 bao ship luôn. Mã số 15. 3.300.000 đấy. Ok đi luôn em, qua luôn, lắc qua luôn. Xác nó luôn. Không được, không được. Sáng này đóng cửa không được em ơi. Vô 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 vô. Anh tấu tấu anh đóng cửa không được. À lắc nó luôn. Rồi, còn quốc tiếp con này nữa đi. Đó. Con này đấy. Con này thì nó nặng anh em, 3 bu ly nè anh em. Đó, 3 bu ly luôn nha. Mà không có nắp trên đâu. Con này 3 bu ly. Có nắp này bị bể rồi nè. Đấy, 3 bu ly luôn. Đấy. Lên xuống được. Lên xuống được, đấy. 3 bu ly, cái bàn này bàn tròn anh em. Đó, này 35. Bàn tròn rồi em, 35 tròn rồi em ơi.
tròn mà. À, này cao 1m17 hơn cái 1m2 nè, này cao 1m2. Con này nặng hơn con này nha, con này nặng hơn con này chắc luôn. Đấy, cái bàn nó đới nó y như nhau thôi. Lên xuống được nè, đấy như nhau, con này nặng hơn. Đây, ESO Busco nè. Đó, mấy cái hàng này ship tốn tiền lắm em ơi, nó tại nó quá khổ, quá tải, quá nặng. Đấy, cho nên là sẽ tốn tiền hơn là những cái con mà nhỏ. Đấy, quá khổ, quá tải. Này có chức năng gì này, quay cái đó là cái dưới này nó quay nè. Rồi đây chức năng gì nữa đây. Đó. Biết nhiêu ký luôn. Rồi, em này con này nặng hơn 7 triệu rưỡi anh em nha. Đó. Mã 10 15 16 7 triệu 500k. Rồi, 7 triệu 500k anh em nha. Đó, mã 16. Rồi ok, đợi đây em. Rồi vô đây, vô đây. Rồi, cái tủ này anh em. Đấy. Cái tủ này thì cao em đo chiều cao, cái này cái chìa khóa em mở không ra luôn anh em. Giờ chỉ kích đục ra hoặc là phải như thế nào à. Đấy, em mở không ra. Nó 6 ngăn á. Không biết cái gì nó luôn. Đó. Nặng lắm anh em. 1m8 luôn em nha. Con này 1m8 luôn. Đấy. 1m8. Cao 1m8. Này inox. Inox 2 thôi. 85 năm. Nhiêu? 485 năm. Đó. 59. Đó. Inox anh em. Đây nè, đó. Này cao lắm. Em này thì nó là 6 ngăn. À, 6 ngăn tủ nhưng mà em không có mở được cái gì khó của nó ra đâu. Cái nè, đục hoài luôn á. Đó không bán hai cái rồi, còn cái này nữa nằm đây nữa anh em. Rồi, con này thì được hai cái trước bán 3 triệu một cái không anh em. 17. Mà này, bà này. Đó, 17 anh em giờ nhà đục cái tủ này em cũng không biết cái tủ gì luôn nè. Nói chung là nếu anh em có thì chỉ mua thì mai mà bây giờ cũng em cũng không biết là tháo ra như thế nào, giờ đục là đục luôn cái ổ khóa luôn, hư luôn cái tủ luôn. Đấy anh em nè, đây nè cái ổ khóa đây nè, không đục ra được luôn, không biết đục. 6 ngăn, 1 ngăn của nó dài 83 đó, 1 ngăn của nó dài 83 vuông em, đo đo hình vuông này, đo đo 1 ngăn thôi, đo 1 ngăn thôi mày. 13 cm đấy, ngăn 13 tổng 48 nãy đo rồi đấy. Thôi cái này 2,7 triệu bao ship anh em nha. Nó nặng lắm, cái này nặng hình như là 5-60 kg gì đó anh em đó. 17 quên rồi nhưng mà nhớ là như vậy. Lại năm ngoái em bán hai cái rồi, bỏ ra bài cổng tới giờ luôn, không quay luôn nè. Đấy. Rồi 17, 2,7 triệu. Còn gì nữa không ta? Lấy một mã nữa cho đủ 18 cho đẹp trời. Cô không bàn kêu sáng quay thì đi rồi, knock out rồi. Đó, cho đi rồi. Cái gì? Không, con nó thì nặng quá em ơi, ship đi không được. Đó, cái đóng thùng này thì sáng là mai mới đóng anh em. Đợi thế này, mai mới đóng nè. Đó, sáng mới quay. Đóng này với đóng kia hết rồi. Hết thùng rồi. Ừ, mấy phát nữa ra làm mã mấy phát nữa cho nó đẹp số ấy. Rồi, hàng mấy phát này, con này nặng 28-29 kg. 29 kg gần 30 kg nha. Đấy. Rồi, con này thì đó. Đợi nó hơi cổ inverter gì đây nè. Đấy. 15A thôi, 25A kia, đó. Shinawa. Giật em, qua xuống giật đi. Đó. Giật được anh em nha. Đó, giật được nhưng mà thấy hao đâu. Bình xăng còn dầu, xin nó qua bờ bỡ cái này. Con này để cho anh em giờ dọn lại ha, em chịu thu mấy con này nha, chịu 3 bao ship cho anh em nha. Đó. Đây nó mày bắt cái bù ri gì đây ngày này nữa sao này, bắt bù ri ngày này. Rồi mã 10 rồi. Không, cái khung này anh em biết, nhìn biết rồi, không cần đo đâu em. 18 1 triệu 300k. 18 cho 19 gì?
18, 1.300.000. Rồi đi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. UHV gì đó. Rồi, con kia nó 19-20 luôn nha em. Cho nó đẹp. Con này nhiều ký quên mất rồi. Con này Mitsubishi, cái đầu này, đầu bơm nước hay đầu robot phát điện ta? Để xéo. À, con này nặng 50 kg. Ôi trời. Ôi giời ơi, nặng 50 kg. Rồi, 1.8 anh em ơi. Đó. 1.800.000 bao ship cho anh em. Dạ nè. Cứng anh à. Cứng. Rồi, mở nắp xăng mở không được. Con này thì lắc được nè. Móc bù ri anh em nha. Đấy. Em không cần cần coi là em lên giá luôn nè, anh em biết rồi đó. Giá dây chai anh em. Có dây mà không. Đó, nó quay không được. Nó quay được, không có dây mà quay được. Đây là AC 100. Rồi. Rồi quay lại một vòng nha. Như vậy đây chạy bằng dây của Ro, đây là cái cũ gì đây nè. Nặng quái luôn. Nặng quái cu chè luôn á. Rồi, ok. Quay lại vòng nha. Rồi, con này mã 19. Ba dòng hết con rồi. 19, 1.800.000 anh em nha. Mã 19, 1.800.000. Đấy. Rồi, ok. Mã 19, 1.800.000. Rồi, hết rồi anh em. Đó. Như đó thôi anh em ơi. Rồi, 19 con. Thì chị hôm nay em lên 19 máy lớn này anh em. Rồi, anh em ủng hộ em cảm ơn nha. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Rồi, chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nha. All right.